Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ về ICL, đó là ICL T-Clinic. ICL này hiện tại có trang web chính thức của mình, đó là T-Clinic.io. Các bạn có thể truy cập vào trang web này để tìm hiểu về dự án của chúng tôi. Trên trang web của chúng tôi có thể giới thiệu về khái niệm cũng như là một số tính năng đặc điểm của ICL và về giới thiệu về việc bán mã thông báo, lộ trình phát triển đội ngũ và các tác xếp có liên quan. Clinic blockchain khuyến khích kết quả chăm sóc sức khỏe và Clinic khắc phục các chất ức chế hiện tại. Với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng có thể là sức sống. Các bạn có thể xem đây là bản live paper, bản white paper và chủ yếu đầu tư với giai đoạn bán riêng tư của chúng tôi đã kết thúc ạ. Và đây là video chúng tôi đăng tải trên YouTube để giới thiệu cơ bản về dự án ICL này. Và đây là một số xếp hạng của tôi qua các đơn vị như tên ICL Mark đánh giá khá phổ biến rồi. Check ICL đánh giá 5 điểm, ICL đánh giá 4,3 điểm, Check ICL Kids đánh giá điểm 2. Với nền tảng D-Clinic, Digital Clinic được blockchain hỗ trợ ở D-Clinic hiểu người tiêu dùng và các nhà cung cấp đội ngũ chăm sóc có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới và vẫn yêu cầu truy cập vào EHR của họ. Do đó, giải pháp của T-Clinic là cung cấp năng lượng cho nền tảng T-Clinic và blockchain. Với chăm sóc sức khỏe, hầu hết các phòng khám và cơ sở y tế ngày nay đều theo mô hình tương tác giữa các trường các truyền thống giữa bệnh nhân và nhà cung cấp. Điều này đặt nhà cung cấp, bác sĩ lâm sàng và trung tâm chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Vấn đề với môi trường này không phải lúc nào cũng dễ dàng cho phép các nhà cung cấp tư vấn với những người chăm sóc sức khỏe khác và theo đó là theo dõi sự tiến bộ của bệnh nhân như là một phần của kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mô hình này bị loại bỏ và tạo ra các silo dữ liệu và blockchain là mục đích phá vỡ những silo này và cung cấp quan điểm thời gian thực về cuộc hành trình chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng. Các chuyên gia của T-Clinic sau nhiều năm làm việc với các nhà cung cấp, chính phủ và các tổ chức chăm sóc sức khỏe nhận ra nền tảng chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ nhiều hơn về chuyển tiếp cần phải triển khai và giúp phân tích các rào cản truyền thông để tương tác trực tiếp và các silo dữ liệu này. T-Clinic giải quyết các vấn đề với nền tảng T-Clinic cấp cho một mô hình chăm sóc chung nơi bệnh nhân nhà cung cấp và chăm sóc của họ. Dịch vụ chăm sóc được cung cấp với các thành viên trong nhóm chăm sóc và có thể là cung cấp bác sĩ chuyên khoa tổ chức và thậm chí là các thành viên gia đình. Khi chúng biết đặt bệnh nhân và trung tâm chăm sóc của họ và mở qua các bức tường hạn chế sự tiếp cận của chăm sóc, thì chúng biết cũng cho phép người tiêu dùng đóng góp cho các kế hoạch chăm sóc chung của mình thông qua các hình thức và thiết bị đeo được nhà mục tiêu. Khi chúng biết sử dụng blockchain để hỗ trợ và khen thưởng người tiêu dùng vì sự tham gia và tuân thủ các kế hoạch chăm sóc của họ, T-Clinic có tiềm năng cứu sống và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Với các cơ sở hạ tầng cho phép blockchain kế hoạch chăm sóc và những hạn chế sinh chắc học. Và đây là các nhà sáng lập và bạn tư vấn của chúng tôi. Như là Ben Blockchain, Delphine, CP Morgan, v.v. Với nền tảng T-Clinic với các hợp đồng thông minh trên nền tảng blockchain hỗ trợ giao thức trao đổi dữ liệu T-Clinic thực hiện việc xử lý an toàn dữ liệu chăm sóc sức khỏe bệnh nhân bằng cách sử dụng blockchain T-Clinic, do đó cho phép chạy mã điều chỉnh một cách an toàn và trên hạn cung cấp. Với một số ứng dụng của T-Clinic, các bạn thấy đây là một số ứng dụng mà chúng tôi có quay video và giới thiệu trên YouTube. Các bạn có thể click xem các video này để tìm hiểu chi tiết hơn. Về việc bán mã thông báo, để nhận ra tầm nhìn của một hệ sinh thái quy hoạch chăm sóc sức khỏe blockchain toàn cầu, T-Clinic sẽ cung cấp mạng thông báo T-Clinic H5 của chúng tôi và sẽ bắt đầu bán ra từ tháng 8 năm 2018 với số lượng thẻ trị giá là 1 tỷ 2% tổng số và tỷ giá hồi đó là 0,1 đô, mũ mềm mũ cứng là 50.000 đô. Từ việc phân phối mã hấp blockchain thì nhằm mục đích mô phỏng một IPO trong một thế giới thực cần chặt chẽ tốt. Chúng tôi đã tuyển dụng các kiểm toán viên độc lập vào một nhóm pháp lý để đảm bảo chất lượng cho các hợp đồng thông minh, trang web và các giấy tờ trắng của chúng tôi.
Cái mục tiêu của cái phần sale này là công khai sớm trên một số sàn giao dịch và sau đó cuối cùng là một SEO. Chúng tôi đã đặt một mức độ nghiêm ngặt và việc bán không bán này như chúng tôi có trong SEO thông thường. Còn đây là cách phân phối tiền của chúng tôi: 15% marketing PPS, 25% product development, 15% operation, 20% for business implementation, 10% cho legal, 10% cho business development, 5% to like, to personal and professional. Tiếp theo thì như các bạn thấy đây là lộ trình phát triển của dự án. Dự án chúng tôi được bắt đầu từ năm 2016 phát triển cho đến hiện tại. Thì đang là trong giai đoạn bán riêng tư, kết thúc giai đoạn bán riêng tư. Và chúng tôi sẽ bắt đầu là phát triển dự án cho đến hết năm 2010 đến 2022. Và đây là các thành viên cốt lõi của nhóm chúng tôi như là các tiến sĩ, người đồng sáng lập và các cố vấn toàn cầu như bác sĩ Lâm Sàng, vân vân. Tiếp theo đây là một số các thành viên của chuyên gia PM và ban tư vấn Clinic và đây là một số địa điểm bệnh viện mà chúng tôi có đầu tư. Tại đây các bạn có thể xem thêm tại đây và địa chỉ tại đây ạ. Và đây là một số tin tức mới nhất được đưa ra về dự án chúng tôi. Các bạn có thể đọc thêm và xem thêm các tin tức này thì mình về dự án chúng tôi đang tiếp tục tại đây. Tiếp theo thì nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì có thể gửi đến mình chúng tôi bằng cách để lại tên, địa chỉ, mail và phân biệt của các bạn để gửi đến chúng tôi đang tiếp tục tại đây hoặc là viết thư đến hòm thư contact@bclinic.io. Và các bạn có thể tìm hiểu chúng tôi qua các trang cộng đồng như là Facebook, Telegram, YouTube, Twitter, v.v. Hiện tại thì tôi đang giới thiệu về trang web của ICIT Clinic của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.